Mến chào các bạn. Các bạn đang đến với chương trình Tiếng Việt Online vào tối thứ năm hàng tuần. Các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về lập luận theo khoa học. Trong một đoạn văn hay một bài văn muốn lý luận cho vững vàng mạch lạc và đanh thép chúng ta có thể dùng các lập luận theo khoa học lập luận theo khoa học gồm có các lý luận theo các phương pháp diễn dịch quy nạp loại suy đồng hành và tổng phân hợp trước hết chúng ta tìm hiểu về phương pháp diễn dịch phương pháp diễn dịch là lối lý luận đi từ cái chung đến cái riêng từ nguyên lý tổng quát đến những việc cụ thể từ một ý tưởng chính suy rộng ra các chi tiết tỉ mỉ hơn ví dụ một đoạn văn có chủ đề có trí thì nên trên đời này ai cũng phải kiên trì làm việc để đạt thành công. Em học sinh cố gắng học tập để mong thi đậu trong các kỳ thi. Bác nông dân chăm chỉ làm việc để có một vụ mùa bội thu. Nhà bác học miệt mài trong phòng thí nghiệm để mong tìm ra các phương thuốc cứu người. Đoạn văn trên có 4 câu. Câu thứ nhất là nguyên lý tổng trên đời này ai cũng phải kiên trì để đạt tới thành công ba câu còn lại nói đến những con người cụ thể đều phải kiên trì để thành công như là em học sinh bác nông dân và nhà bác học thứ đến chúng ta có phương pháp quy nạp phương pháp quy nạp là phương pháp lý luận đi từ những nhận xét riêng đến kết luận chung Từ những việc cụ thể đến khái quát Từ nhiều ý phụ thu vào một ý chính Chúng ta có ví dụ sau đây Ô nhiễm môi trường Khí thải công nghiệp ở nhiều quốc gia ngày càng nhiều Rác thải sinh hoạt không ngừng gia tăng Nạn phá rừng ngày càng trở nên trầm trọng hiệu ứng nhà kính xảy ra ở khắp mọi nơi. Vì thế, ô nhiễm môi trường là vấn đề đáng báo động đối với mọi người, mọi nước trên thế giới. Đoạn văn trên có 5 câu. 4 câu đầu là các nhận xét về khí thải, rác thải, nạn phá rừng và hiệu ứng nhà kính. Câu cuối cùng đưa ra kết luận. Vì thế, ô nhiễm môi trường là vấn đề đáng báo động đối với mọi người mọi nước trên thế giới chúng ta bước sang phương pháp loại suy phương pháp loại suy là căn cứ vào hai sự kiện cùng nguyên nhân để suy ra một kết quả tương tự ví dụ đạo đức nghề nghiệp Bác sĩ không có y đức thì chỉ lo thu tiền và coi sinh mạng con người rẻ rúng như con vật. Bác tài không có đức độ thì chỉ lo chạy nhanh vượt ẩu khiến cho tính mạng hành khách khó mà bảo toàn. cũng vậy thầy cô giáo thiếu đạo đức sẽ biến tri thức trở thành hàng hóa để mua bán khiến nhân cách con người bị băng hoại tới nhiều thế hệ đoạn văn trên có ba câu hai câu đầu nói về đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ và bác tài câu thứ ba căn cứ vào hai loại người trên có cùng nguyên nhân là thiếu đạo đức để loại suy ra loại người thứ ba là thầy cô giáo nếu thiếu đạo đức cũng sẽ có kết quả tương tự là làm băng hoại con người tới nhiều thế hệ chúng ta bước sang phương pháp thứ tư là phương pháp song hành phương pháp song hành là cách trình bày ý tưởng giữa các câu ngang nhau tạo ra một chủ đề chung chủ đề này không hiển thị thành câu nhưng lại ẩn mình đi chỉ có người viết và người đọc tự hiểu mà thôi ví dụ tình yêu trao ban. Một lời ân cần với cha mẹ sau một ngày làm việc mệt nhọc, đó là yêu thương. Một nụ cười thân thiện trao ban cho người bên cạnh, ấy là yêu thương. Một lời động viên khích lệ người đang thất vọng chán trường, đó là yêu thương. Yêu thương là cho người mù dùng chung đôi mắt. Yêu thương là cho người què đi chung đôi chân Yêu thương là cho người cùi dùng chung đôi tay Đoạn văn trên có 6 câu Các câu đều hướng về một ý chung Đó là tình yêu thương Đoạn này có câu chủ đề ẩn mình Đó là tình yêu trao ban Cuối cùng chúng ta tìm hiểu về phương pháp tổng phân hợp Phương pháp tổng phân hợp là cách triển khai ý từ luận điểm suy ra các luận cứ, rồi từ các luận cứ khẳng định lại luận điểm. Qua mỗi bước vấn đề được nâng cao hơn. Ví dụ, chủ đề là học tập. Học tập là lao động khổ chế và không ngơi nghỉ. Em nhỏ lớp 1 mải mê đánh vần từng con chữ để mau biết đọc, biết viết. Bạn sinh viên ngày đêm trau dồi kiến thức để hy vọng có một tương lai tươi sáng. Người trưởng thành trang bị những kỹ năng sống để hoàn thiện bản thân. Muốn có tri thức, con người phải kiên trì vượt qua mọi gian nan vất vả. Đoạn văn trên có 5 câu câu đầu là ý tổng quát học tập là lao động khổ chế và không ngơi nghỉ ba câu tiếp theo khai triển ý tổng quát suy ra các luận cứ nói về các em nhỏ các bạn sinh viên và các người trưởng thành đều phải kiên trì học tập câu cuối khẳng định là ý tổng quát là muốn có tri thức con người phải kiên trì vượt qua mọi gian nan vất vả. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về các lập luận theo khoa học, gồm có năm phương pháp diễn dịch, quy nạp, loại suy, song hành và tổng phân hợp. Sau đây chúng ta bước sang phần thực hành. Trong phần thực hành hôm nay, chúng ta sẽ phân tích các đoạn văn sau đoạn thứ nhất nói về lòng biết ơn lòng biết ơn là cốt lõi của đạo làm người biết ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục ta nên người biết ơn thầy cô đã gieo mầm kiến thức vun trồng tương lai cho ta biết ơn bạn bè người thân đã chia sẻ vui buồn với ta thậm chí biết ơn cả những người hay phê bình chỉ trích ta vì họ đã làm cho ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Đoàn văn trên lập luận theo phương pháp diễn dịch. Câu thứ nhất là ý tổng quát. Lòng biết ơn là cốt lõi của đạo làm người. Bốn câu còn lại nói đến các loại người cụ thể như cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người thân, người hay phê bình chỉ trích ta chúng ta bước sang đoạn thứ hai có chủ đề là tác hại của thuốc lá thuốc lá gây tác hại rất lớn đối với con người thuốc lá chứa chất độc hại và chất gây nghiện thuốc lá đem đến nhiều căn bệnh cho con người như viêm phế quản lao phổi ung thư phổi vân vân khói thuốc tàn thuốc và mẫu thuốc lá gây ô nhiễm môi trường. Vì thế, thuốc lá gây tác hại không nhỏ đến sức khỏe của con người. Đoạn văn trên lập luận theo phương pháp tổng phân hợp. Đoạn có 5 câu. Câu thứ nhất nói về tác hại của thuốc lá. Các câu giữa nói ba ý cụ thể như thuốc lá chứa rất nhiều chất độc hại, chất gây nghiện, là nguyên nhân đem đến nhiều căn bệnh cho con người và gây ô nhiễm môi trường. Câu cuối khẳng định lại thuốc lá đã gây tác hại rất lớn đối với con người. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba có chủ đề là bạo lực học đường. Việc các bạn nữ sinh đánh nhau không còn xa lạ trong thời hiện nay. Những video clip ghi lại các nam sinh đánh nhau như phim hành động. Tình trạng học trò đánh thầy cô cũng không còn hiếm hoi. Quả thực, vấn đề bạo lực học đường là một ung nhọt đang gây nhức nhối trong xã hội ngày nay. Đoạn văn trên lập luận theo phương pháp quy nạp. Từ các ý cụ thể như nữ sinh, nam sinh đánh nhau đến học trò đánh thầy cô chúng ta rút ra nhận định vấn đề bạo lực hợp được bước sang đoạn thứ tư có chủ đề là lương tâm chức nghiệp nhà buôn thiếu lương tâm sẽ đầu cơ tích trữ hàng hóa làm tăng giá sinh hoạt khiến nhiều người đói khổ nhà thầu không có lương tâm sẽ rút ruột các công trình gây thiệt mạng cho nhiều người cũng vậy nhà văn không có lương tâm sẽ tạo ra những tác phẩm nhảm nhí đầu độc tinh thần dân chúng đoạn văn trên lập luận theo phương pháp loại suy đoạn có ba câu hai câu đầu nói về sự thiếu lương tâm của nhà buôn nhà thầu câu thứ ba căn cứ vào hai hạng người trên có cùng nguyên nhân là thiếu lương tâm để loại suy ra người thứ ba là nhà văn. Nếu thiếu lương tâm cũng sẽ có kết quả tương tự là tạo ra những tác phẩm nhảm nhí, đầu độc tinh thần dân chúng. Chúng ta bước sang đoạn thứ năm, đứng trước dấu lạ. Đứng trước bụi gai bốc cháy, mô cởi dép và che mặt khi đối diện với Gia-vê Chí Thánh. Đứng trước vinh quang Thiên Chúa ngôn sứ Isaiah thốt lên khốn thân tôi tôi chết mất vì môi miệng tôi ô uế đứng trước dấu lạ Chúa Giêsu thực hiện Phêrô thốt lên lạy thầy xin tránh xa con vì con là kẻ tội đoạn văn trên lập luận theo phương pháp song hành đoạn có ba câu các câu đều hướng về một ý chung đó là đứng trước dấu lạ Môi-se Isaiah và Pharaoh đều có những phản ứng rất kinh ngạc và khiêm tốn các bạn thân mến trước khi tạm biệt tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui có tựa đề là xem lễ trên tv chú hai là người nổi tiếng lười đi lễ và thích xem bóng đá khi chết chú lên cửa thiên đàng gặp thánh pharaoh vừa thấy chú thánh phêrô nói đợi một chút ta xem sổ coi sao không thấy con đi lễ chủ nhật vậy chú hai trả lời thưa thánh phêrô vì ở xa nhà thờ nên chủ nhật nào con cũng xem lễ trên tivi thánh phêrô đáp chú thích xem tivi vậy chú vào phòng kế bên lãnh một cái tivi màu hiệu sony màn ảnh cực rộng, âm thanh nổi bốn chiều. Chú Hai mừng quá vì ở trần gian đâu có tiền mua nổi tivi màn ảnh cực lớn như thế. Đi vài bước, bỗng chú quay lại hỏi: "Thưa thánh Phê-rô, tivi lớn như thế là để xem cái gì ạ?" À? Thánh Phê-rô trả lời: "Để con mang xuống hỏa ngục xem cảnh trên thiên đàng." Chú Hai: "Trời ơi." Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về các lập luận theo khoa học tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về các lập luận theo triết học mến chào tạm biệt các bạn